Đồ gỗ nội thất Yuan xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị và các bác. Trước mắt mọi người đây là bộ Minh Quốc Đào hàng VIP. Bộ này bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Tuấn ở Hà Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. Thì bộ Minh Quốc Đào này thuộc phân khúc hàng VIP, chất liệu gỗ hương đá 100%. Anh Tuấn đặt nội thất hiệu huân cũng được 1 tháng rồi. Thì kính mời anh Tuấn cùng tất cả các bác ai đang quan tâm đến mẫu Minh Quốc Đào tuyệt đẹp này thì có thể dành ra một ít phút để nội thất hiệu huân có thể đi vào chi tiết bộ bàn ghế ngay sau đây. Thì bộ sản phẩm này là tay 12, chân 12 nhưng bên em làm thông số nới rộng theo cái kích thước của bộ 14. Rất là to và dáng cực kỳ là đẹp. Mẫu Minh Quốc Đào là một trong những cái mẫu bàn ghế được từ xưa đến nay được rất là nhiều người, những ai yêu đồ gỗ cực kỳ là thích và tin dùng bởi cái dáng đẹp, cái dáng vẻ rất là sang trọng, hiện đại hơn nữa, vừa mang vẻ đẹp cổ kính vừa mang đến cái vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho không gian phòng khách. Và bộ bàn ghế Minh Quốc Đào này là một cái vẻ đẹp cũng như là một kiến trúc lừng lẫy của thời Minh, thời Minh Quốc. Và điểm đặc trưng đó là hai cái tay tròn cũng như là dáng trương và cái nét chạm trổ vô cùng là tỉ mỉ của phần trương cũng như là phần vách. Và bộ Quốc Đào thì mang đến ý nghĩa trong phong thủy đó là mang đến cái vẻ đẹp trường tồn của thời gian, trường tồn về tuổi thọ cũng như là sự đầy đủ, mong muốn về cuộc sống đầy đủ hạnh phúc cho gia chủ. Bộ bàn ghế này tất cả phần khuôn tranh là bên em làm dày 4 phân và mặt ván liền tấm dày 2 phân. Thì như mọi người có để ý là phần khuôn tranh từ bàn đến ghế đến đoạn đô là bên em làm toàn bộ dày 4 phân. Yếm cũng dày 4 phân luôn, thế nên rất là nặng và chắc chắn, rất là tốn gỗ đối với những cái bộ bàn ghế như thế này. Ván bàn, ván đoạn, ván ghế tất cả đều là dày 2 phân và liền một tấm không chấp ghép. Đặc biệt anh cũng yêu cầu làm phần trương, trương cho anh làm phần trương này này là dài hơn, cao hơn so với những cái mẫu trương bình thường. Thì trên thị trường mọi người chỉ làm 22 thôi, thì anh yêu cầu làm 25. Trương này cao tận 25 phân. Và những cái đường nét chạm trổ đã được nghệ nhân của nội thất Yêu Huân, những người thợ lành nghề, có tay nghề, các bác đục tỉa bên em có tay nghề, bác nhiều tuổi nhất là kinh nghiệm trong nghề hơn 20 năm. Thế nên những cái nét chạm trổ nó sẽ có cái độ khác biệt. Còn thợ mới vào nghề hay là thợ mà con mắt thẩm mỹ kém thì đục nó cũng sẽ khác, chứ không phải là ai đục cũng như ai. Không phải là thợ nào cũng có thể đục được ra những cái đường nét nó có hồn và nó tỉ mỉ, nó sắc nét hay là nó sinh động như thế này. Bộ Minh Quốc Đào thì đòi hỏi những cái đường nét chạm trổ nó phải tinh tế và có hồn một chút thì dáng dấp của bộ bàn ghế nó mới đẹp và hơn nhau ở cái tay nghề. Mọi người hơn nữa, mọi người có thể nhìn thấy cái dáng ghế đơn. Không những khuôn tranh dày 4, ván dày 2 mà cái phần chân bên em vén cũng rất là cong. Đầu lân chân móng, chân vén cực kỳ là cong. Thế nên cái dáng ghế nó sẽ có cái độ trường ghế và dáng đẹp hơn so với những mẫu đào khác. Và từng cái xoáy của lân này, mọi người có thể nhìn thấy mặt này, cái xoáy đi chăng nữa cũng rất là sắc nét và dáng rất là đẹp. Chân thì vén cong và yếm cũng vén cong theo khuôn tranh. Phần vén cắt tóc cũng cong như thế này này, vén đều từ yếm đến khuôn tranh và bên em đục yếm, đục hoa lá cây. Phần vách thì anh cũng yêu cầu làm bản vách rộng hơn cho anh một chút. Đấy, bản vách sẽ to hơn so với bản vách thông thường. Và đặc biệt phần tay. Phần tay này dày 7 phân, 7 phân dư luôn. Rất là dày dặn và chắc chắn. Và khi mà nhìn nghiêng bộ bàn ghế, mọi người có thể nhìn nghiêng hay là nhìn chính diện đi nữa thì bộ bàn ghế nó sẽ có cái độ cong. Hai cái vai ghế cong theo không gian 4 chiều, là vừa cong sang ngang, vừa cong về đằng trước. Nó còn có cái độ xoắn, thế nên làm được cái cột cong như thế này này, nó sẽ tốn gỗ hơn. Thì nếu mà mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt tương đối lớn giữa những cái xưởng sản xuất khác nhau. Những cái mẫu tay cong như thế này, cong từ đằng trước, xoắn ra đằng sau và thẳng xuống dưới như thế này thì nó sẽ tốn gỗ hơn. Tại vì nó có cái độ cong 3 chiều chứ không chỉ là cong sang chiều, chiều ngang mà nó có độ ngả ra đằng sau và cong uốn lượn từ cái mặt này này. Nó uốn và nó cong lên đằng trước thì nên dáng ghế nó cũng trường ghế hơn. Vách lưng thì bên em xẻ dày 4 phân. Vách lưng xẻ dày 4 phân rất là dày dặn chắc chắn và nó có độ ngả ra đằng sau. Khi ngồi tựa lưng vào cái ghế này sẽ có cảm giác thoải mái cực kỳ luôn. Cái đoạn thì nói về kích thước, đoạn có kích thước là dài 2m32, cao 1m25, sâu 67 phân phủ bì. Trương thì mọi người có thể nhìn thấy đục những chú chim này hay là trái đào cực kỳ là có hồn và sống động. Vách ghế thì đục bức tranh tứ quý, tùng cúc trúc mai, có chim chóc hoa mai này, với cả ở giữa là cây hoa sen.
Và cái dáng của vách ghế cũng là cái dáng của lục bình. Lục bình là một trong những cái tín vật mang ý nghĩa trong phong thủy, đó là thu hút các cái tiền tài về cho gia chủ, rất là tốt trong phong thủy. Và từng các cái đường nét chạm trổ vô cùng là sắc nét, ván ghế cũng như là phần trương, phần vách đều màu tăm tắp. Đặc biệt là gỗ này màu rất là hồng, màu hồng cực kỳ là đẹp. Tay ghế dày 7 phân, dáng ghế nhìn chiều ngang hay là nhìn chính diện cũng rất là đẹp. Và dáng ghế cao, trường ghế, tay ghế những cái thớ vân uốn lượn rất là đẹp. Đây mọi người nhìn theo chiều nghiêng của ghế, dáng chân uốn dẻo, yếm dày 4 phân, tay cực kỳ là dày và chắc chắn. Và cái dáng trương thì cũng như là cái dáng tay, tay tròn, tay 12, có cái độ vững vàng và rất là sang trọng. Bàn thì bên em đục bức tranh là trống đồng. Bức tranh trống đồng này thì có ý nghĩa là mang lại các cái điều tốt đẹp cũng như là may mắn cho gia chủ. Ván 2 phân liền tấm, bàn có kích thước là 81 x 1m57, đôn ngồi có kích thước là vuông 40 và đôn cao có kích thước là 40 x 50. Hai chiếc ghế đơn đồng kích thước là rộng 97, sâu 67 và cao 1m25. Đấy, rất là đẹp. Thì anh Quân đã tin tưởng đặt xưởng nội thất Yêu Huân cái bộ bàn ghế Minh Quốc Đào này. Nếu mà ai có nhu cầu đặt bộ tương tự như của anh Quân thì có thể liên hệ tới nội thất Yêu Huân qua số hotline là 0988 685 625. Bên em có website noithathuon.com, có Zalo và kênh YouTube. Mọi người có thể đăng ký để theo dõi những cái cập nhật mới nhất của xưởng Hữu Huân. Hoặc là nếu mà ai ở gần thì có điều kiện qua xưởng bên em kiểm tra cũng như là tham quan. Địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn anh Quân và gia đình đã tin tưởng. Chúc anh và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn và kinh tế được thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.